Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai. Tỷ số đang là 1-0 dành cho Van Lớp sau một bài mà Hitty đẹp hơn AC khá nhiều. Cả hai anh đều thống nhất là sẽ đánh cung. Nhưng rõ ràng là bài của Vô Thường là quá xấu để cho anh có thể kết cấu với một bài cầm Hitty với một bài cầm AC lên đời muộn hơn Hit, và cũng không dừng cũng không thực sự là quá đẹp. Và trận đấu này thì lại là một thử thách thậm chí còn lớn hơn khi mà quân anh sẽ là xấu hơn. Vâng, quân xấu nhưng được cái bài đẹp. Liệu rằng anh có thể chuyển hóa được bài đẹp thành chiến thắng đấy không, hay cứ quân đẹp thì sẽ là người giành chiến thắng? Chúng ta cùng chờ đợi. Vâng, như vậy là Valop là người cầm Roman. Roman đối đầu với Catharian, Catharian đối đầu với Roman. Nói chung là cũng là một kèo cân thôi, nhưng Roman sẽ có một chút nhỉnh hơn khi mà có sọc đơn. Nếu vâng, đây là một bài mà tôi nghĩ rằng Valop sẽ là người dâng phù lên rất cao để công một nhà của Vô Thường. Và nếu như và Vô Thường nếu như Valop là như vậy, Vô Thường bắt được bài sẽ có một bài chuyển cung A ngay. Nói chung là quan ăn nhau là ở cái ông nào bắt được bài ông nào thôi. Chứ còn quân thì cũng xem như là xem nhau. Một bài mà nếu như Roman châu sọc đơn hoặc là châu một cái loại quân gì đấy thì đương nhiên Kata sẽ có những cái bài dummy. Hoặc là lên cung A một áo, vâng, một cung A một áo kẹp y. Bài này ít người dùng, nhưng mà tôi nghĩ rằng bài cung A một áo kẹp y là bài rất lợi hại ở đầu với Roman. Còn là voi đầu tiên, voi hiểu cũng là rất nhiều. Vâng, nhà cũng là kín. Vâng, như vậy là một bài ba voi. Theo anh G Bờm thì anh đánh giá thế nào về trận thi đấu này? Liệu rằng Vô Thường có thể chiến thắng được trong trận thi đấu thứ hai này hay không? Vâng, một kèo Catharian và Roman. Những thời điểm đầu thì vâng, tất nhiên là bất lợi dành cho Catharian rồi. Roman với việc giá cả nhà cửa rẻ thì vâng, việc thiết kế được chiếc BS đầu. Vâng, việc đầu tiên phải nói đến BS đầu. Và việc vâng, BS đầu thì cũng đi đôi với gỗ đầu. Vâng, là nhiều. Vì vậy việc ép đời của Catharian, xin lỗi bạn, là việc ép đời của Roman sẽ là dễ dàng hơn rất nhiều so với Catharian. Nhưng đổi lại thì Catharian những thời điểm đầu sẽ có những con lạc đà có thể vâng khắc chế lại được với ngựa chém của Roman. Và về sau thì chúng ta còn tùy thuộc vào bài nữa. Nếu một bài đẹp, một bài khung thì hoàn toàn Catharian có thể chuyển cung A một áo và thi đấu vâng có thể nói là ngang ngửa lại với Roman, khi mà Roman chỉ có những con sọc đơn mà không có những con cung R. Vì vậy kèo đấu này phụ thuộc rất nhiều vào bài, rất rất nhiều vào bài. Vâng, bài ai đẹp thì người đó sẽ có lợi thế, đẹp và khung thì sẽ có lợi thế. Còn như tôi nói lúc đầu, nó còn phụ thuộc vào vâng cái việc ép đời nữa. Một cái bài mà không ai có cung R, có lẽ vâng tương quan thì nó là như vậy thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi vào những tình tiết khi mà các game thủ bắt đầu vâng triển khai bo bế nhà cửa cũng như việc ép đời của các game thủ thôi. Vâng, xin cảm ơn những đánh giá phải nói là cực kỳ khách quan đến từ anh Gờ Bờm, mặc dù tôi có cảm giác như anh đang né tránh câu hỏi của tôi, đó là liệu rằng Vô Thường có thể chiến thắng được trận đấu thi đấu này không. Nhưng không sao, vâng, theo những gì anh Bờm đánh giá thì còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Và có lẽ là chúng ta sẽ chỉ biết được kết quả sau khi sau khi trận đấu này kết thúc mà thôi. Và hãy cùng tôi chờ đợi xem là liệu rằng Vô Thường có thể chiến thắng được không. Một bài mà kích ở 8 phút 20, đóng 2S rồi. Vâng, ít nhất là có 3S, 1S ăn vàng và 2S ăn gỗ dành cho game thủ Vô Thường. Dân đang đi xung quanh, đồ ăn dường như là hơi ít thì phải. 4 voi và 1 bầy hiêu cũng là đủ rồi. Xem tham. Vâng, 26 dân đến từ Valop. Bài Valop đánh cầm Roman và không biết rằng có một bài dâng không. Sẽ không ngạc nhiên nếu như có những tình huống công phù và sọc đơn vào nhà của game thủ Vô Thường. Còn Vô Thường thì lại là muốn một bài khung. Phải chăng là đánh thẳng cung A một áo? Chúng ta hãy cùng chờ xem Vô Thường đánh gì. Vâng, theo anh G Bờm thì Vô Thường sẽ đánh cái gì? Có đóng A luôn hay không? Vâng, theo tôi nghĩ thì trong một trận thi đấu quan trọng như thế này, có lẽ Vô Thường sẽ quyết định vẫn đánh chém trước. Vâng, đóng L và đánh chém trước, sau đó thì mới... Ồ không. Vâng, các bạn có thể thấy là game thủ Vô Thường mặc dù là trận thi đấu chung kết nhưng vẫn quyết định đóng A và lên thẳng cung A một áo.
thi đấu với một game thủ như Vên Lớp, nhưng game thủ vô thường vâng cảm thấy không hề e ngại, vẫn quyết định đóng A và lên thẳng cung A một áo, một quyết định cực kỳ táo bạo. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem game thủ vô thường có thực hiện được cái mưu đồ này hay không. Vâng, như vậy là vô thường đã quyết định là chơi một bài cung A một áo để đối đầu với Va Lớp cầm Roman. Bây giờ mà vớ vẩn hai chém sổ thẳng vào thì anh quẳng chặt. Nhưng mà có vẻ đây là một trong những tên mà bắt bài nhau của đối phương. Khi mà cả Va Lớp và cả vô thường đều là những game thủ đã đánh đã thi đấu với nhau quá nhiều. Vâng, là đối thủ của nhau truyền kỳ ở 164 rồi. Va Lớp không đẩy ngựa giò và vô thường cũng không có những tên ngựa giò, mà đó là những tên đánh cung A. Đúng là liều lĩnh. Vâng, như nhận định của anh GB, đó là không ai có thể nghĩ được rằng việc game thủ vô thường có thể lên được vâng đóng thẳng A như thế này. Cái việc tôi hỏi cũng chỉ là bưng quơ thôi cho nó có thôi, không ngờ là vô thường anh đánh thật. Đúng là vâng, game thủ của những giải đấu nó cũng khác vọt so với game thủ top 1. Vâng, top 1 thì đánh rất nhiều top 1 rồi, nhưng mà người có thiên phú để trở thành ngôi vô địch chắc là không có ai nhiều như vô thường. Chúng ta hãy cùng xem vô thường có thể thắng trận đấu này không. Tỷ số đang là 1-0 rồi cho Va Lớp. Vâng, lần đánh giải hai lần thì cả hai lần đều lọt tới vòng chung kết. Không ai có thể nghĩ ra được đó chỉ là có thể là vô thường mà thôi. Lên đời là bằng nhau. Và đến thời điểm này Va Lớp cũng không có những tên ngựa giò sang. Chứng tỏ một điều là Va Lớp cũng đang ý định trâu một cái gì đấy. Điểm số Va Lớp đang cực cao. Vâng, điểm số Va Lớp cực cao, và theo như anh G Bờm thì đánh giá thì liệu rằng Va Lớp đang làm cái gì mà điểm số cao là như vậy? Liệu rằng có phải một bài trâu sọc đơn hay đó là một bài cung A kẹp phù thủy? Vâng, tôi không nghĩ là một bài trâu sọc đơn đến từ game thủ Vên Lớp. Đơn giản bởi vì game thủ Vên Lớp người cầm Roman chắc chắn sẽ chạy giò. Và các bạn có thể theo dõi trên màn hình máy game thủ phi thường là người vâng chưa chạy giò. Vâng, mới chỉ là những tình huống giò đầu tiên. Vâng, những tình huống giò đầu tiên của game thủ phi thường thôi. Chưa chạy giò, vì vậy điểm số của game thủ phi thường thấp hơn so với game thủ Vên Lớp là chuyện hết sức bình thường. Vâng, và để trâu được một cái gì đó cũng không phải dễ. Bây giờ mới chỉ là phút thứ 16 trong game thôi. Vâng, vì vậy là điểm số khi mà chúng ta đang theo dõi thì có lẽ cũng là một cái chuyện hết sức bình thường thôi. Và khi mà game thủ phi thường bắt được những đơn vị quân của game thủ Vên Lớp đẩy sang thì mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi đi rất nhiều. Vâng, tôi vừa thấy game thủ vô thường soi tham thì Va Lớp đã có đến 32 dân. Chứng tỏ rằng đây là một trận đấu mà Va Lớp chắc nhà và chắc chắn là sẽ đánh trâu một loại quân. Có thể là trâu ngựa chém để đối đầu với những con cung A một áo của game thủ Va Lớp. Đương nhiên đó là một bài rất hay rồi. Nhưng mà vô thường tôi nghĩ rằng nên đóng thêm những nhà Y. Vâng, đóng một nhà L và đóng Y thì sẽ chống được một bài trâu chém đến từ game thủ Va Lớp. Vâng, nên đóng Y. Cung A một áo như thế này thì khả năng thắng là rất thấp dành cho game thủ vô thường. Vô thường có đóng y không? Hiện tại thì vẫn chưa đóng y. Vẫn đang thủ nhà. Vâng, cả hai người đều cùng thủ nhà như thế này. Đây là một bài mà vô thường vâng 37 dân đến từ Va Lớp. Một bài mà vô thường đánh cung A có hai bài vàng. Đánh lâu thì đương nhiên là trên một bản đồ thì cùng lắm chỉ có 6 bài vàng thôi. Vô thường đang sở hữu hai bãi. Đánh về lâu Katarian hết vàng chắc chắn sẽ thua Roman. Roman sẽ có những con sọc đơn. Bây giờ thì bắt đầu đẩy đi rồi. Vô thường Va Lớp đang đứng xung quanh ở khu vực này để bắt quân. Chỉ cần bắt mất một tên cung A một áo thôi thì mọi thứ chấm hết dành cho game thủ vô thường khi mà tham lai vẫn đang cân. Vâng, vừa nhắc Tào Tháo đến ngay. Mất tên quân này rồi. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem có mất tên quân này không. Vẫn đang điều cung A một áo khá hay. Vẫn đang rất hay. Vâng, không mất tên này. Nói chung là cũng thiệt hại cũng là ngang nhau cho cả hai bên. 45/88. Rõ ràng là nếu như vô thường kẹp thêm một nhà y nữa thì tôi nghĩ rằng sẽ là hợp lý hơn rất nhiều. Không phải một nhà y mà nó là tăng thêm một nhà BA.
Vâng, tham lai đang cân. Cung a mi cung a của Catalan đang nở ra rất mạnh, trong khi Van Lớp là người đánh dọc đơn. Có vẻ như Van Lớp cũng chỉ có 2 đến 3 L là cùng thôi. Và bây giờ thì vô thường đang đẩy quân đi, nhưng đây là một tuần cung a không lớn và tôi nghĩ rằng nếu như không cẩn thận thì sẽ bị bắt quân. Vâng, tham lai bây giờ đang là 60-92, nhưng có lẽ là cần phải thêm một lượt giáp nữa. Có lẽ thời điểm này thì chưa cần vâng, chưa cần tầm xa 2, thêm một lượt giáp nữa. À, như vậy là đã lên giáp 4 rồi. Vâng, giờ đã lên giáp 4 từ thời điểm trước đó khá lâu mà tôi không để ý. Bây giờ thì một tơn ập vào mặt ở phía bên này, còn một tơn thì đánh thẳng vào mặt phía hàng BA. Nhưng trên này vẫn còn cung A một áo của game thủ phi thường. Chúng ta cùng xem phi thường có đỡ được tơn này hay không. Vâng, như vậy một chiếc BE hơi muộn màng. Nhưng rất may là con cung là xin lỗi bạn, là có con sọc đơn đã nằm xuống ở trong nhà rồi. Nếu không thì sẽ là cực kỳ rắc rối trong tuần vừa rồi. Các bạn có thể thấy là Van Lớp chọn thời điểm đẩy quân là cực kỳ hợp lý. Vâng, rất hợp lý. Tạm thời timeline là 52/104. Ruộng vẫn đang là khá nhiều, nhưng đây là một tơn lọt nhà rất đau. Các bạn có thể thấy là một tơn lọt nhà rất đau. Timeline sẽ tụt có lẽ là khá nhanh trong tuần này. Tạm thời những con cung A một áo đẩy lùi được những con sọc đơn ở phía ngoài. Nhưng đây là một tơn cung A một áo không to của game thủ Van Lớp. À xin lỗi bạn, là không to của game thủ phi thường. Lọt vào nhà game thủ Van Lớp, nhưng đây là một tơn không to. Cố gắng lùi về cái khe này để cố gắng ăn thêm được những con cung R. Nhưng chúng ta hãy cùng xem tơn này sẽ trụ được đến bao lâu. Vâng, theo anh Kami thì cái hướng mà bây giờ, vâng, hướng mà trận đấu mà game thủ phi thường bây giờ muốn lái đến là cái gì? Khi mà timeline bây giờ của game thủ phi thường là 53, thì hướng của game thủ phi thường sẽ, vâng, muốn lái trận đấu theo hướng nào? Theo anh là game thủ phi thường sẽ lái như thế nào? Vâng, trận này thì có một cửa thắng, đó là vô thường lên 4 thôi. Bởi vì lên 4 thì Roman cần phải mất lực để lên đạp đôi, trong khi Catalan thì không, bởi vì đã có hot sẵn rồi. Hơn đây nữa, trong trường hợp Roman lên được đạp đôi thì vẫn còn Catalan vẫn có thể kẹp voi để chống lại. Đây là một bài mà bắt buộc vô thường phải đẩy trận đấu lên đời 4, chứ nếu đánh đời 3 thì tôi nghĩ rằng vô thường không có cửa. Roman đối đầu với Catalan, vâng, cung A một áo đối đầu với cả ngựa chém kẹp sọc đơn. Rõ ràng là một cái điều đấy rất khó, khi mà Roman cũng là một loại quân lợi về phát triển. Vâng, lợi về phát triển. Tham lai của vô thường vẫn đang là 264, nhưng hãy để ý rằng Van Lớp đã có một cái điểm số cao hơn gấp đôi. Vâng, Van Lớp đã có điểm số cao hơn gấp đôi. Có lẽ đến thời điểm này thì Van Lớp là người, nếu như kích 4 thì Van Lớp sẽ là người kích 4 trước so với game thủ vô thường. Có vẻ như vô thường cũng đang đánh hơi được một điều gì đó. Anh đang mang khá nhiều cung R lên nhà của Van Lớp để có thể công chết. Vâng, ít nhất là công khiến cho Van Lớp yếu lực, hoặc hay một cái phương diện nào đó thì có thể khiến cho Van Lớp tạm thời không lên được 4, phải sóc châu quân ra để đỡ nha. Vâng, cung A thủ nhà là rất đông ở phía trong, Van Lớp sẽ không thể công vào được. Nhưng theo tôi thì số với số lượng dân chỉ khoảng hơn 40 dân, và phải sóc đến 7-8 nhà đều như thế này thì Van Lớp sẽ không, vô thường sẽ không thể nào lên 4 được trong một khoảng thời gian sắp tới. Trong khi Van Lớp thì có thể, vâng, Van Lớp sẽ bắt những tên quân cung A nhỏ lẻ ở phía bên ngoài. Vâng, bắt những tên quân nhỏ lẻ của game thủ vô thường đẩy đi. Vâng, tham lai vô thường từ 9x tụt xuống chỉ còn 77, các bạn có thể thấy là nó giảm mạnh như thế nào. 8A vẫn đang bắt đều. Sọc đơn của Van Lớp đang rất đông. Đây đã là thời điểm phút thứ 30 trong game. Và như trận đấu trước, vẫn cũng là một trận đấu mà vô thường cầm Roman cũng 7-8L đều, thì phút thứ 30 vô thường đã là người kích 4 thành công. Vâng, theo anh Bờm thì bây giờ vô game thủ Van Lớp đã kích 4 hay chưa? Vâng, theo tôi nghĩ thì bây giờ game thủ Van Lớp đang là người, vâng, có lẽ là đã kích rồi, hoặc là đang tích đồ cũng sắp đủ, nếu chưa kích thì đồ đạc thì cũng sắp đủ rồi. Và bây giờ thì không còn cách nào khác đối với game thủ phi thường hết. Vâng, ngoài việc tất tay lên, vâng, ở nhà thủ nhà và lên 4 và phát triển đua tay to là điều không thể lúc này.
bắt buộc phải tất tay lên, nếu được thì còn đánh tiếp, còn nếu không thì có lẽ là nên tiết kiệm sức lực và thi đấu trận đấu tiếp theo. Nhưng đây là một tên hay đến từ game thủ phi thường. Vâng, đây là một tên trông thế thôi nhưng là một tên thiêu vào, vâng, cần thiết bắt buộc phải làm điều này khi mà game thủ bên lớp là người đang tích đồ và có lẽ cũng đã kích rồi. Vâng, có lẽ cũng đã kích 4 rồi, vì vậy đây là một tên thiêu hay và chờ những tên mới lên thôi, không còn cách nào khác, bây giờ đúng là không còn cách nào khác thật. Vâng, tôi thì không đồng ý với anh Gờ Bờm lắm trong tên vừa rồi. Thiêu thiêu quân tên vừa rồi đã khiến cho Van Vô Thường không thể tụ được cung A một áo, và vâng, không thể tụ được cung A một áo thì không thể lao vào được nhà Vô Thường bây giờ nữa. Ít nhất là phải có hai kích quân, bởi vì đây chỉ là những con cung A một áo thôi. Tham Lai đang bị đè và như vậy là Vô Thường resize luôn, không cần phải đợi đến khi đối phương lên 4. Có vẻ như cũng biết, vâng, nhảy 4 mất rồi. Kích vâng đã lên 4 xong. Vô Thường quyết là đúng. Trận này nếu như Vô Thường đánh kẹp y nữa thì mới có cơ thắng. Cung A một áo rõ ràng là quá yếu so với những loại quân ở đời 3. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận đấu tiếp theo. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Valorant rồi.